Trên thế giới, Đảng Cộng Hòa ra điều kiện cho ông Trump. Tòa Bạch Ốc cảnh báo Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt nếu hỗ trợ quân sự Nga. Tổng thống Mexico nói ông có bằng chứng về yêu tinh rừng trong thần thoại. Nokia đổi logo sau gần 60 năm, báo hiệu thay đổi chiến lược. Tại Việt Nam, đề xuất tăng trần vé máy bay nội địa miễn visa cho khách quốc tế. Bán lợn chết đang phân hủy, phạt 10 triệu đồng. Hàng loạt cây xanh đại lộ Thăng Long chết khô. Tổng giám đốc FLC cùng hai phó tổng xin từ nhiệm. Hà Nội chuẩn bị điều chỉnh giá nước sạch. Kính chào quý vị đã quay trở lại với bản tin tối nay ngày 27 tháng 2 của Khỏe Tự Nhiên. Khởi đầu một tuần mới, Nguyên Ngọc xin được kính chúc quý vị có nhiều thành công. Và cuối chương trình hôm nay sẽ là một câu chuyện xin được gửi tới quý vị nhân ngày của Thầy Thuốc. Trước tiên, mời quý vị đến với tin thế giới liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump. Đảng Cộng Hòa ra điều kiện cho ông Trump. Theo Reuters đưa tin, vào ngày 26 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Cộng hòa ANC, bà Ronald McDaniel tuyên bố, mọi ứng viên đảng tham gia chạy đua vào Nhà Trắng, trong đó có cựu Tổng thống Donald Trump, đều phải cam kết sẽ ủng hộ người giành phần thắng chung cuộc trong vòng bầu cử sơ bộ. Bất kỳ ứng viên nào từ chối ký cam kết sẽ không được mời tham gia vào những buổi tranh luận ở vòng bầu cử sơ bộ do Đảng Cộng hòa tổ chức ở các bang. Trả lời trên kênh CNN, bà McDaniel cho biết, đây là điều kiện hiển nhiên nếu ứng viên xuất hiện trên sân khấu của ANC và kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho mình, họ nên tuyên bố sẽ đồng lòng cùng với cử tri và ủng hộ ứng viên cuối cùng được cử tri lựa chọn. Bà nhấn mạnh, ông Donald Trump không phải là ngoại lệ và tự tin rằng cựu Tổng thống Mỹ sẽ chấp nhận ý tưởng này vì ông muốn xuất hiện trên sân khấu. Bà cho rằng ý tưởng của mình sẽ giúp cho Đảng Cộng hòa giảm chia rẽ trong cuộc bầu cử Tổng thống và thống nhất đảng trong tương lai. Hiện Đảng Cộng Hòa đã có 3 thành viên công bố tranh cử, gồm có ông Trump, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley và doanh nhân Vivek Ramaswamy. Liên quan đến mối quan hệ chính trị ngày càng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh, Tòa Bạch Ốc cảnh báo Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt nếu hỗ trợ quân sự Nga. Vào ngày 26 tháng 2, trong một buổi phỏng vấn với kênh truyền hình CNN, Cố vấn An ninh Quốc gia ông Jay Sullivan tuyên bố, Bắc Kinh sẽ phải đưa ra quyết định về cách thức tiến hành, liệu họ có cung cấp hỗ trợ quân sự hay không. Nhưng nếu đi theo con đường đó, Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt. Ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn khác với kênh ABC rằng Trung Quốc chưa có bất kỳ động thái cung cấp viện trợ nào như vậy, nhưng Bắc Kinh cũng không loại bỏ phương án này khỏi bàn thảo luận. Ông Sullivan đồng thời cũng tiết lộ giới chức Mỹ đã cảnh báo kín với các đối tác Trung Quốc về những hậu quả đó là như thế nào, song ông từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. Giám đốc cơ quan tình báo trung ương CIA, ông William Burns cùng ngày cũng đã đề cập đến vấn đề này. Ông nói, chúng tôi tin rằng giới lãnh đạo Trung Quốc đang cân nhắc việc cung cấp thiết bị sát thương, nhưng chúng tôi chưa thấy quyết định cuối cùng đã được đưa ra và chưa có bằng chứng về động thái vận chuyển vũ khí sát thương thực sự. Hạ nghị sĩ Cộng hòa, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Michael McCaul cho hay, tình báo Mỹ nhận định máy bay không người lái UAV có thể là một trong những vũ khí mà Trung Quốc đang xem xét gửi đến Nga. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý tại châu Âu. Tổng thống Mexico nói ông có bằng chứng về yêu tinh rừng trong thần thoại. Lãnh đạo Mexico vừa gây xôn xao sau khi đăng trên mạng xã hội một bức ảnh mà ông khẳng định sự tồn tại của tinh linh rừng rậm trong thần thoại của văn hóa Maya. Mọi thứ đều thần bí, Tổng thống Mexico viết trên Twitter vào ngày 25 tháng 2 kèm theo hai bức ảnh. Một bức chụp tác phẩm điêu khắc thời tiền Tây Ban Nha ở khu khảo cổ Zucatec, Maya. Bức còn lại là ảnh chụp vào ban đêm, trong đó hiện lên hình ảnh một sinh vật trên ngọn cây với đôi mắt sáng rực mà ông gọi là Olax. Theo tín ngưỡng của người Maya, Olax là những sinh vật nhỏ bé, tinh nghịch, sống trong rừng và trên những cánh đồng, thường giở trò trêu chọc con người như là giấu đồ vật. Người dân thường cúng tế những lễ vật nhỏ để xoa dịu chúng. Tính đến ngày 26 tháng 2, bài đăng trên đã thu hút hơn 6 triệu lượt view. Tuy nhiên, người dùng mạng xã hội đã nhanh chóng chỉ ra rằng bức ảnh dường như đã được lan truyền trực tuyến dưới nhiều chiêu bài khác nhau trong ít nhất là 2 năm. Nhiều người cáo buộc ông đã tung tin giả, nguồn ban đầu của hình ảnh là không rõ ràng.
Thông tin gây tranh cãi được Tổng thống đưa ra khi người dân đang tràn ngập quảng trường Hiến pháp ở thành phố Mexico để phản đối kế hoạch đại tu cơ quan bầu cử của ông. Những người chỉ trích cho rằng kế hoạch này bao gồm việc thu hẹp ngân sách và nhân viên của cơ quan độc lập có nguy cơ làm suy yếu nền dân chủ của quốc gia. Thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 2, thương hiệu nổi tiếng một thời Nokia đã công bố kế hoạch thay đổi nhận diện thương hiệu lần đầu tiên sau gần 60 năm. Logo mới loại bỏ màu xanh mang tính biểu tượng và bao gồm 5 hình dạng khác nhau tạo thành từ Nokia. Sau khi đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành của Nokia vào năm 2020, ông Pekka Lundmark đã đề ra chiến lược gồm 3 giai đoạn: thiết lập lại, tăng tốc và mở rộng quy mô. Khi giai đoạn thiết lập đã hoàn thành, ông cho biết giai đoạn thứ 2 đang bắt đầu. Trọng tâm chính của Nokia hiện nay là bán thiết bị cho các doanh nghiệp khác. Và năm ngoái, Nokia đã tăng trưởng đến 21% trong lĩnh vực kinh doanh, hiện chiếm khoảng 8% doanh thu của công ty, tương đương khoảng 2,11 tỷ đô la Mỹ. Ở thời kỳ đỉnh cao đầu những năm 2000, 40% số điện thoại trên thế giới là do Nokia sản xuất. Thậm chí, trong thời gian từ năm 1996 đến năm 2000, doanh thu bán điện thoại của hãng đã tăng tới 503%. Tuy nhiên, Nokia bỗng đánh mất vị thế trước sự phát triển không ngờ của các hãng điện thoại khác, nội bộ lục đục, thiếu sự đổi mới và định hướng sai lầm. Năm 2013, Nokia đã bán mảng kinh doanh điện thoại cho Microsoft với giá gần 7 tỷ đô la Mỹ. Không còn xưng bá trên thị trường điện thoại di động, nhưng các mảng kinh doanh khác của Nokia như xây dựng hạ tầng viễn thông vẫn giúp hãng này tiếp tục góp mặt trong danh sách các doanh nghiệp thành công của Phần Lan. Vừa rồi là tin thế giới và tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với phần tin tại Việt Nam. Đề xuất tăng trần giá vé máy bay nội địa, miễn visa cho khách quốc tế. Trong buổi tọa đàm khơi thông cơ chế thị trường, tiếp sức hàng không Việt, mới đây, đại diện các doanh nghiệp hàng không và du lịch kiến nghị tăng giá trần giá vé máy bay nội địa, tiến tới bỏ khung giá này trong luật và mong muốn có chính sách thị thực visa với khách du lịch quốc tế cởi mở hơn. Ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng Giám đốc Bamboo Airways cho biết, dù Việt Nam đã mở cửa giao thương từ tháng 3 năm 2022, nhưng thực sự không đạt được các chỉ số phục hồi như kỳ vọng. Kể cả năm nay, ngành du lịch cũng đã chỉ đạt được mục tiêu thu hút 8 triệu lượt khách quốc tế, trong khi năm 2019 là thu hút 18 triệu lượt. Do đó, ông đề xuất nên gỡ chính sách visa cho khách du lịch quốc tế như kéo dài thời gian miễn visa du lịch từ 15 lên 30 ngày, mở rộng thêm các quốc gia được áp dụng chính sách này. Các đề xuất này cũng được đại diện các hãng hàng không, chuyên gia kinh tế dự tọa đàm ủng hộ. Lãnh đạo Bamboo Airways khẳng định, việc bỏ hoặc là nâng giá trần sẽ không ảnh hưởng vì các hãng có cơ hội xây dựng đa dạng chính sách giá, khiến cho thị trường phát triển lành mạnh hơn. Được biết, Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu tổng kết luật hàng không dân dụng làm cơ sở để đề xuất thẩm quyền sửa đổi luật này, trong đó có định hướng điều chỉnh quy định liên quan tới khung giá máy bay nội địa. Bán lợn chết đang phân hủy, bị phạt 10 triệu đồng. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay, ngày 27 tháng 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên thông tin vừa ngăn chặn được vụ tiêu thụ lợn chết đang bị phân hủy, đã bốc mùi hôi thối. Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trên trục đường giao thông tại xã Cương Chính, xe ô tô biển số 89C11755 đang dừng đỗ. Xe này đang vận chuyển một con lợn nái đã chết, có trọng lượng 210 kg trong tình trạng tím tái, biến đổi màu sắc. Tài xế khai đã mua từ một người dân ở tỉnh Thái Bình, sau đó vận chuyển về xã Cương Chính để bán vào cơ sở giết mổ. Đại diện cơ quan thú y thuộc huyện Tiên Lữ đã giám định và kết luận xác lợn chết nói trên đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi, không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Ngay sau đó, tài xế đã bị phạt 10 triệu đồng và yêu cầu tiêu hủy. Hàng loạt cây xanh đại lộ Thăng Long chết khô. Thưa quý vị, loạt cây lát hoa đường kính khá lớn sau khi được trồng tại đại lộ Thăng Long Hà Nội đã bị chết khô. Nhiều người cho rằng đơn vị thực hiện đánh chuyển chăm sóc cây xanh phải chịu trách nhiệm khi hàng loạt các cây khá lớn đang phát triển lại trở thành củi khô. Trước đó, vào tháng 10 năm 2021, Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đã bàn giao cây bóng mát phục vụ cho việc dịch chuyển chặt hạ trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà 215 cây lát hoa về trồng tại vườn ươm của chủ đầu tư. Tuy nhiên, hàng loạt cây xanh được trồng ở khu vực giữa làn cao tốc và đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn giáp danh giữa quận Hà Đông và huyện Hoài Đức đã bị chết khô.
đây là những cây được dịch chuyển, trồng lại liên quan đến dự án cấp nước sông Đà giai đoạn 2. Ngay sau khi báo chí phản ánh, hiện các cây này đã được chuyển đi nơi khác. Tổng giám đốc FLC cùng với hai phó tổng xin từ nhiệm. Cũng vào ngày hôm nay, ngày 27 tháng 2, Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC nhận được đơn từ nhiệm của Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Giám đốc Bùi Hải Huyền cùng với hai Phó Tổng Giám đốc là bà Đàm Ngọc Bích và bà Lê Thị Trúc Quỳnh. Bà Bùi Hải Huyền sinh năm 1976 là một trong số những lãnh đạo kỳ cựu với hơn 12 năm gắn bó. Bà giữ chức Phó Tổng Giám đốc FLC từ năm 2015 và được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc vào tháng 3 năm 2020. Như vậy, với việc hai người rời đi, ban điều hành cũ của FLC đã có 6 lãnh đạo cấp cao từ nhiệm trong giai đoạn từ năm 2022 đến nay. Trước đó, vào ngày 5 tháng 2, Đại hội Cổ đông bất thường của FLC không đủ điều kiện tiến hành. Ban lãnh đạo doanh nghiệp thông báo Đại hội bất thường lần 2 dự kiến được tổ chức sớm nhất vào ngày 5 tháng 3. Với việc từ nhiệm của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, dự kiến đại hội này sẽ phải bầu ra các thành viên Hội đồng Quản trị mới thay cho bà Bùi Hải Huyền và ông Đặng Tất Thắng, người đã xin thôi mọi chức vụ tại FLC và Bamboo Airways vào cuối tháng 7 năm 2022 vì lý do cá nhân sau 8 năm gắn bó. Hà Nội chuẩn bị điều chỉnh giá nước sạch. Giá nước sạch được thành phố áp dụng 10 năm nay vẫn chưa được điều chỉnh, đang là vướng mắc lớn nhất khiến cho nhiều nhà đầu tư bỏ cuộc, chậm phát triển tiếp dự án. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, giai đoạn 2016-2020, thành phố đã kêu gọi xã hội hóa đầu tư phát triển nguồn và mạng cấp nước. Theo đó, thành phố đã cho 23 nhà đầu tư thực hiện 34 dự án cấp nước. Tuy nhiên, việc thực hiện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tại khu vực nông thôn do chi phí đầu tư lớn, song người dân đấu nối sử dụng ít nên không đảm bảo cân đối thu chi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho kế hoạch phủ mạng cấp nước tới khu vực nông thôn không đạt được mục tiêu giai đoạn 2016-2020. Do đó, thành phố quyết định ban hành kế hoạch thông tin về giá nước sạch sinh hoạt và lộ trình điều chỉnh giá bán buôn nước sạch sinh hoạt thay đổi giá nước sạch trong thời gian tới. Quý vị thân mến, để chuẩn bị cho những dự án sắp tới về việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng như là các sản phẩm thuận tự nhiên, vậy nên trong 2 ngày tới là ngày 28 tháng 2 và ngày 1 tháng 3, cả ekip Khỏe Tự Nhiên xin được phép nghỉ trong 2 ngày này. Ngày 2 tháng 3, các tin tức sẽ được cập nhật như bình thường. Vậy nên chúng tôi xin được thông báo để quý vị được biết cũng như là gửi lời cảm ơn trân trọng tới tất cả quý vị với sự đồng hành thường hằng như những người bạn thân thiết. Nguyên Ngọc sẽ cập nhật các hoạt động của ekip trên page để quý vị tiện theo dõi. Và bây giờ, vẫn chưa kết thúc chương trình đâu ạ. Nguyên Ngọc kính mời quý vị cùng đến với phần cuối của bản tin hôm nay. Quý vị thân mến, hôm nay là ngày 27 tháng 2, ngày lễ đặc biệt tôn vinh ngành y và những người thầy thuốc khoác trên mình chiếc áo blue trắng. Nguyên Ngọc được ekip kịch bản chuẩn bị sẵn cho một mẩu chuyện rất hay về đạo hành nghề y mà người xưa kể lại và muốn chia sẻ đến quý vị. Vậy thì tối nay chúng ta cùng mạn đàm về chủ đề này quý vị nhé. Tương truyền, danh y nổi tiếng thời Nam Tống tên là Trương Cảo, có một người bạn đồng hương là Trương Ngạn Minh. Người này vì hành nghề y cứu người, không tính đếm tiền bạc mà nổi tiếng khắp vùng. Phàm là tăng nhân, đạo sĩ hay dân nghèo đến xin thuốc, ông đều không thu phí, thậm chí còn cho họ tiền và thức ăn. Đối với bệnh nhân đến xin thuốc, ông không quan tâm nó tốn bao nhiêu tiền mà chỉ muốn làm sao cho bệnh nhân chóng hồi phục. Ông còn an ủi họ, trước sau không có nói tới vấn đề tiền bạc. Một ngày nọ, trong làng xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, các ngôi nhà xung quanh thì đều bị thiêu rụi, duy chỉ có nhà của thầy lang này là không bị tổn hại gì. Lại vào một năm khác, ngôi làng bùng phát dịch bệnh nhưng ông lại cũng không có hề hấn gì. Con cháu của thầy Trương về sau thi cử đỗ đạt đều là những người tuấn tú, ngay thẳng, độ lượng. Trương Cảo cảm khái xúc động mà nói, đây thực sự là được thần linh phù hộ, thiên đạo tạo phúc cho người thiện lương. Cũng là người có y thuật siêu phàm, thế nhưng nếu như Trương Ngạn Minh có thể lấy cứu người làm trọng, thì vị lang y tên là Đoàn Thừa Vụ gần đó lại cố ý cầu tài, dụng tâm bất nhân. Nếu không phải là người đặc biệt có quyền lực tới thỉnh cầu, ông ta sẽ không khám. Có lần ở Bình Giang, một phú ông bị bệnh, ông muốn mời thầy thuốc Đoàn đến khám. Đoàn Thừa Vụ nói, bệnh này chỉ cần uống mấy thằng thuốc sẽ khỏi, nhưng phải đưa cho tôi 500 quan tiền. Lúc đầu phú ông muốn trả một nửa, không ngờ vị thầy thuốc Đoàn này lại giận dữ bỏ đi. Cuối cùng phú ông đành phải trả toàn bộ chi phí.
Một thời gian sau khi khỏi bệnh và ông đã nhận đủ số tiền, đêm hôm đó ông mơ thấy một người áo đỏ nói rằng: "Thiên đế để cho người hành nghề y để cứu người, người lại dùng y thuật để vơ vét của cải, mưu lợi cho bản thân, thật đúng là không còn chút lương tâm. Bây giờ ta sẽ phạt đánh người 20 gậy vào lưng, lấy đó để cảnh tỉnh." Đến ngày hôm sau, Đoàn Thừa Vũ tỉnh dậy cảm thấy lưng đau đớn. Ông nhờ người khác đến xem thử thì thấy đúng là lưng có rất nhiều vết tích bị đánh. Sau đó, ông về nhà không được mấy ngày thì qua đời. Vâng, kính thưa quý vị, có thể thấy rằng những câu chuyện của người xưa luôn để lại cho chúng ta nhiều suy ngẫm. Trải qua nhiều thời đại, rất nhiều những bậc cao nhân cũng từng nói về mối liên hệ nhân quả giữa đạo trời và y thuật. Trong chiết tự chữ Hán, bên phải chữ lợi có con dao thẳng đứng như muốn nhắc nhở rằng danh lợi là một trong những điều tối kỵ mà người làm nghề y phải luôn ghi nhớ. Và chắc hẳn quý vị đều biết đại danh y nổi tiếng của nước Việt ta là Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cũng từng nói rằng đạo làm thuốc là một thuật cao quý để giữ gìn mạng sống, cũng là đầu mối lớn lao về đạo đức chân chính. Y thuật và thiên đạo luôn tồn tại mối quan hệ nhân quả. Thiết nghĩ con người ở thời đại nào cũng không nằm ngoài quy luật đó. Năm 2022 vừa qua, ngành y tế đã chứng kiến nhiều vụ đại án liên quan đến trục lợi thiết bị y tế, thuốc giả, lừa lấy tiền trên nỗi đau của người bệnh. Thế nhưng vẫn còn đâu đó hình ảnh xúc động về những vị y bác sĩ không màng nguy hiểm mà hết lòng cứu chữa người dân trong mùa dịch Covid-19. Và nhân ngày hôm nay, ngày 27 tháng 2, thay mặt cho tất cả ekip làm chương trình, Nguyên Ngọc xin được gửi lời chúc tới tất cả các quý vị khán giả làm nghề y đang lắng nghe video này. Kính chúc cho các bác, các cô, các chú, các anh chị luôn mạnh khỏe, yêu nghề và yêu cả người bệnh. Cũng hy vọng rằng những người thầy thuốc ngày nay sẽ luôn giữ gìn y đạo trong nghề, có thể dùng năng lực trời ban để hành thiện, cứu người, giúp đời và nhận được nhiều phúc báo. Và bản tin hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.